Kính chào quý khán thính giả, hôm nay ngày thứ Sáu 29 tháng 7 năm 2011. Chương trình phát hình của bản tin Thủ đô Kinh Đốn gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin phân tích thời sự với Thi Nga, sau cùng là tiết mục chính tình quốc tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Phần tin đáng chú ý được mở đầu với những tin sau đây. Phe Cộng Hòa gấp rút phục hồi kế hoạch nợ. Phó Tổng thống Joe Biden có thể là chìa khóa cho sự thỏa hiệp về giới hạn nợ. Kinh tế tăng trưởng ở mức độ chậm chạp nhất kể từ cuộc suy thoái. Tổng thống loan báo thỏa hiệp nâng cao việc tiết kiệm nhiên liệu. Ông Lahut yêu cầu chấm dứt sự bế tắc về hàng không Hoa Kỳ. Vụ thảm sát ở Na Uy khiến gia tăng kêu gọi cho luật mới về súng tại Hoa Kỳ. Chính phủ Obama cáo buộc Iran thỏa hiệp bí mật với Al-Qaeda. Trước hết, kính mời quý khán thính giả theo dõi tin liên quan đến việc phe Cộng Hòa gấp rút phục hồi kế hoạch nợ. Hôm nay, các nhà lãnh đạo Cộng Hòa tranh thủ cứu vãn kế hoạch cắt giảm thiếu hụt ngân sách của họ sau khi phe bảo thủ tăng cường sự chống đối, khiến tạo ra thêm bấp bênh trong nỗ lực tránh việc vỡ nợ tai hại. Sự thất bại của Chủ tịch Hạ viện John Boehner trong việc quy tụ đủ sự hỗ trợ cho kế hoạch của ông vào ngày hôm qua đã gây nên sự rạn nứt trong đảng Cộng Hòa, làm phương hại tới những nỗ lực đạt được một thỏa hiệp để nâng mức giới hạn nợ trước thời hạn chót là ngày thứ ba tuần tới. Tổng thống Obama nói rằng trừ phi hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đạt được thỏa hiệp, chính phủ sẽ bắt đầu không thể trả tất cả các hóa đơn vào ngày 2 tháng 8, là một viễn ảnh không thể tưởng tượng được là sẽ gia tăng sự mất niềm tin cho giới đầu tư. Với chỉ còn 4 ngày vỏn vẹn còn lại, hôm nay Bộ Tài chánh có thể đưa ra một kế hoạch khẩn cấp giải thích cách làm thế nào chính phủ hoạt động và trả nợ nếu Quốc hội không đồng ý nâng mức giới hạn vay nợ từ 14.300 tỷ Mỹ Kim. Bất chấp những lời cảnh cáo về các hậu quả tai hại kinh tế, giới lập pháp dường như chia cách chưa từng có khi các đảng viên Cộng hòa bảo thủ đòi hỏi chấm dứt điều mà họ nói là việc chi tiêu không kiểm soát nổi của chính phủ và phe Dân Chủ tìm cách bảo vệ chi tiêu cho những chương trình xã hội. Trong dấu hiệu gia tăng báo động quốc tế về tình trạng bế tắc của Hoa Kỳ, thông tấn xã nhà nước Trung Quốc mạnh mẽ chỉ trích các chính trị gia Mỹ khi cho rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới bị bắt cóc bởi tình trạng chính trị vô trách nhiệm nguy hiểm. Là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Hoa Kỳ, Bắc Kinh đã nhiều lần yêu cầu Hoa Thịnh Đốn hãy bảo vệ sự đầu tư đồng Mỹ Kim, vốn được ước đoán chiếm khoảng 70% khoảng 3.200 tỷ Mỹ Kim dự trữ hối đoái ngoại quốc. Kế hoạch của ông Boehner nhằm cắt giảm chi tiêu khoảng 900 tỷ Mỹ Kim và nâng mức giới hạn nợ trong vài tháng chắc chắn sẽ bị bác bỏ bởi Thượng viện do phe Dân Chủ kiểm soát, nhưng có thể tạo ra nhân tố cho một cuộc tương nhượng sau cùng. Sự bất lực của ông trong việc nhanh chóng thông qua kế hoạch đó tại Hạ viện do phe Cộng hòa kiểm soát có thể làm suy yếu vị thế của ông ở bàn thương nghị. Trong khi đó, đảng viên Dân Chủ hàng đầu tại Thượng viện là ông Harry Reid lại muốn nâng mức giới hạn nợ đủ để đẩy cuộc khủng hoảng qua khỏi cuộc bầu cử tổng thống năm 2012. Vào cuối ngày hôm qua, ông Reid cho thấy rằng ông có thể xúc tiến dự luật của chính ông tại Thượng viện nhằm cắt giảm chi tiêu 2.200 tỷ Mỹ Kim trong 10 năm hơn là dùng đề nghị của ông Boehner như là căn bản cho một cuộc tương nhượng. Phe Cộng hòa ở Hạ viện dự trù họp lại vào lúc 10 giờ sáng hôm nay để thảo luận về cách xúc tiến sau khi dự luật vào phút chót của ông Boehner không vượt qua được sự chống đối trong đảng của ông và buộc ông phải hủy bỏ cuộc biểu quyết được dự định vào tối hôm qua. Sau cuộc loan báo cho rằng Hạ viện không biểu quyết vào ngày hôm qua, đồng Mỹ Kim đã xuống giá tới mức thấp nhất trong 4 tháng qua là 77,50 so với đồng yen của Nhật và thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu yếu kém hơn. Phó Tổng thống Joe Biden có thể là chìa khóa cho sự thỏa hiệp về giới hạn nợ. Tối hôm qua, khi nói về cuộc tranh đấu cho mức giới hạn nợ, một viên chức Tòa Bạch Ốc nói rằng Tổng thống sẽ trông cậy vào Phó Tổng thống Joe Biden là người đã can dự vào những cuộc thương lượng trong 3 tháng qua nhằm tạo thế đòn bẩy cho mối quan hệ lâu dài của ông với Thượng viện để cố tiến tới việc đưa ra một thỏa hiệp từ đó. Trước tình trạng dự luật của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang gặp bế tắc, giải pháp cho bất cứ một thỏa hiệp nào có thể là lãnh tụ Cộng hòa Mitch McConnell tại Thượng viện. Các nguồn tin cho biết là Phó Tổng thống và Thượng nghị sĩ McConnell đã từng thảo luận nhiều lần với nhau trong quá khứ về cách làm thế nào giải quyết sự thất bại về thiếu hụt ngân sách này. Cả hai có mối quan hệ rất tốt đẹp, họ đã phục vụ chung với nhau trong một phần tư thế kỷ và họ là những người thương lượng bí mật hồi tháng 12 để tìm ra sự tương nhượng về việc gia hạn việc cắt giảm thuế dưới thời ông Bush thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, viên chức này nói rằng Phó Tổng thống vẫn chưa đưa ra bất cứ một thỏa hiệp cụ thể nào vào lúc này. Kinh tế tăng trưởng ở mức độ chậm chạp nhất kể từ cuộc suy thoái. Bản phúc trình của chính phủ về việc tăng trưởng trong đề nghị Tam Cát Nguyệt hôm nay cho biết nền kinh tế đã tăng trưởng trong nửa năm đầu ở mức độ chậm chạp nhất kể từ khi cuộc suy thoái chấm dứt và nửa năm sau trong năm nay cũng không có vẻ khả quan hơn lắm. Việc chi tiêu yếu kém hơn của giới tiêu thụ,
tình trạng tuyển dụng thấp và cắt giảm chi tiêu chính phủ đã làm trì trệ sự tăng trưởng trong tam cá nguyệt từ tháng 4 cho tới tháng 6. Các nhà kinh tế tiên đoán rằng kinh tế sẽ phát triển theo tỷ lệ hàng năm là 1,7%. Nó theo sau tỷ lệ tăng trưởng 1,9% trong 3 tháng đầu tiên của năm nay. Ngay cả khi kinh tế gia tăng trở lại vào thời gian sau này trong năm, mức tăng trưởng của năm 2011 cũng chắc sẽ chậm hơn mức phát triển 2,9% của năm ngoái. Các kinh tế gia của REPS Capital Markets tiên đoán mức tăng trưởng trong năm nay là 2,3%. Sự phức tạp cho nền kinh tế vốn đã yếu kém là tình trạng khủng hoảng nợ nần. Dù các nhà lập pháp giải quyết khủng hoảng cách nào đi nữa, quyết định của họ cũng sẽ làm trì trệ sự tăng trưởng trong ngắn hạn. Một thỏa hiệp để nâng mức giới hạn vay nợ chắc chắn bao gồm cắt giảm chi tiêu lâu dài, vốn sẽ rút lại sự kích thích của chính phủ trong tạm thời. Nếu Quốc hội không nâng mức giới hạn vay nợ và chính phủ bị vỡ nợ, thị trường tài chính có thể bị sụt giảm và lãi suất có thể gia tăng. Phần lớn các kinh tế gia hy vọng việc tăng trưởng sẽ gia tăng chút ít trở lại trong nửa năm thứ nhì, khi ảnh hưởng của giá xăng cao và sự gián đoạn tiếp liệu gây ra bởi trận động đất tại Nhật Bản vào tháng 3 năm nay. Thế nhưng sự tăng trưởng sẽ không đủ mạnh để hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp hiện giờ là 9,2%. Nền kinh tế cần phát triển ở mức độ 5% để tạo ra sự thay đổi đáng kể trong nạn thất nghiệp. Tổng thống loan báo thỏa hiệp nâng cao việc tiết kiệm nhiên liệu. Tổng thống Barack Obama và những viên chức trưởng điều hành xe hơi dự trù đưa ra những chi tiết về một thỏa hiệp loại bớt số lượng xe du lịch và xe vận tải chạy bằng xăng dầu trên đường. Thỏa hiệp này được đưa ra vào ngày hôm nay sẽ tăng gấp đôi tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu tới mức 54,5 dặm cho một gallon xăng vào năm 2025 và hạn chế thêm sự thải khí từ ống bô sao xe gây ra tình trạng ấm địa cầu. Trong sự nhượng bộ, các công ty chế tạo xe, xe vận tải nhẹ, vốn nằm trong những loại xe bán chạy nhất, sẽ nhận được sự đối xử dễ dàng hơn trong thỏa hiệp đó. Thỏa hiệp này cũng còn bao gồm sự duyệt xét giữa kỳ và điểm tốt cho những loại xe có tấm thu năng lượng mặt trời ở trên trần và chạy bằng bình điện, có thể cho phép các đội ngũ sản xuất xe đạt được mục tiêu. Phát ngôn viên của ông Obama nói rằng thỏa hiệp này sẽ tiết kiệm tiền cho người lái xe tại các trạm bơm xăng, giảm bớt tiêu thụ dầu hỏa và ô nhiễm, cùng tạo ra việc làm. Ông Lahut yêu cầu chấm dứt sự bế tắc về hàng không Hoa Kỳ. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ray Lahut yêu cầu Quốc hội hãy chấm dứt việc đóng cửa một phần cơ quan quản trị hàng không liên bang và hồi phục tài trợ toàn diện cho cơ quan này. Ông Lahut nói rằng ông nghĩ rằng Hạ viện và Thượng viện có thể tìm ra phương cách giải quyết những dị biệt của họ về sự kình chống chính trị trong vấn đề chi tiêu đã đưa tới tình trạng cho tạm nghỉ việc gần 4.000 công nhân hàng không liên bang và ngưng các dự án xây dựng phi trường. Ông cũng còn cho rằng cơ quan của ông và Bộ Tài chánh đang làm việc với nhau về phương cách giải quyết việc tăng giá vé phi cơ gây ra bởi việc đóng cửa này, vốn đã ngăn không cho các hãng bay được thu tiền thuế liên bang đánh trên vé máy bay. Vụ thảm sát ở Na Uy khiến gia tăng kêu gọi cho luật mới về súng tại Hoa Kỳ. Các nhà hoạt động chống bạo động do súng tại Hoa Kỳ đang đẩy mạnh lại những luật mới về súng sau vụ tiết lộ cho biết tay súng ở Na Uy đã nói rằng hắn từng mua đạn dược có khả năng nổ cao từ một tiệm bán lẻ Hoa Kỳ. Anders Behring Breivik, tên khủng bố hành động đơn độc, bị cáo buộc nổ súng giết chết 68 người tại một cuộc cắm trại thanh niên ở Na Uy và hạ sát 8 người trong vụ đặt bom ở Oslo hồi tuần trước, đã khai rằng hắn mua đạn dược trong bản công bố dày 1.500 trang của hắn. Dưới tựa đề tháng 12 và tháng Giêng, phụ tùng súng được mua, tên Breivik viết rằng hắn đã mua qua đường bưu điện 10 băng đạn gồm 30 viên từ một tiệm cung cấp ở Hoa Kỳ. Dân biểu dân chủ Caroline McCarthy nói rằng chi tiết đó sẽ tạo ra thêm sự khẩn cấp mới cho dự luật của bà để cấm bán và chuyển đạn dược có khả năng nổ cao. Loại đạn dược này đã trở thành sẵn sàng cho người mua tại Hoa Kỳ khi luật liên bang cấm bán vũ khí tấn công mãn hạn vào năm 2004. Bà McCarthy đã nhiều lần đệ trình dự luật để cấm bán loại đạn dược này và đã tái đệ trình dự luật trong năm nay sau vụ nổ súng ở Tucson, giết chết 6 người và gây thương tích cho 13 người, trong đó của nữ dân biểu Gabrielle Giffords. Những nhà hoạt động chống bạo động do súng đồng ý rằng lời tuyên bố của tên Breivik về đạn dược đã củng cố dự luật của bà McCarthy. Chính phủ Obama cáo buộc Iran thỏa hiệp bí mật với Al-Qaeda. Hôm qua, chính phủ Obama cáo buộc Iran đã tiến tới một thỏa hiệp bí mật với chi nhánh Al-Qaeda, vốn cung cấp tiền bạc và tuyển mộ người để tấn công ở Afghanistan và Pakistan. Bộ Tài chánh Hoa Kỳ đã chỉ định 6 thành viên của tổ chức này là khủng bố, sẽ bị Hoa Kỳ chế tài. Giới tình báo Hoa Kỳ trong quá khứ đã từng không đồng ý về việc nới rộng mối liên kết trực tiếp giữa chính phủ Iran và Al-Qaeda. Lời cáo buộc hôm qua đã đi xa hơn điều mà phần đông các nhà phân tích từng nói tới trước đó là một mối quan hệ mờ ám với sự hợp tác giới hạn. Bộ Tài chánh cho biết một chi nhánh được cầm đầu bởi tên Ezzedine Abdel Azir Khalil
đang hoạt động tại Iran với sự che chở của chính phủ nước này để rót tiền quyên góp được từ khắp thế giới Ả Rập cho các lãnh tụ cao cấp của Al-Qaeda tại Pakistan. Tên Khalil đã hoạt động bên trong biên giới Iran trong 6 năm qua. Ngoài ra, cũng bị nhắm tới biện pháp chế tài là tên Atiyah Abd al-Rahman, là người được Osama bin Laden bổ nhiệm làm đặc sứ của Al-Qaeda tại Iran sau khi phục vụ với tư cách chỉ huy tại các vùng bộ tộc Pakistan. Tên al-Rahman được phép ra vào Iran với giấy phép của các viên chức chính phủ nước này. Các biện pháp chế tài phong tỏa bất cứ tài sản nào mà các cá nhân có thể có tại Hoa Kỳ và cấm người Hoa Kỳ làm ăn với họ. Những người khác bị nhắm mục tiêu là kẻ hoạch định chính cho Al-Qaeda trong những cuộc tấn công ở Iraq, những kẻ ủng hộ tài chính giúp cho phần tử quá khích di chuyển khắp trong vùng, cùng một người gây quỹ cho Al-Qaeda và Taliban. Những lời cáo buộc công khai của Bộ Tài chính đối với Iran có thể phản ánh sách lược gia tăng áp lực trên những chi nhánh nhỏ không được thành lập tốt của Al-Qaeda, khi sự suy yếu về lãnh đạo của tổ chức này đe dọa làm cho những hoạt động của chúng bị phân hóa nhiều hơn. Hoa Tình Đốn đã tái chú trọng tới chi nhánh Al-Qaeda có căn cứ tại Yemen, là tổ chức đã toan tính đặt bom các phi cơ chở hàng hướng về Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Thế nhưng bản chất chính xác của mối quan hệ Iran với Al-Qaeda vẫn còn trong vòng tranh cãi tại Hoa Tình Đốn, với sự kiện những ngành tình báo khác nhau bất đồng về việc liệu rằng Iran có yểm trợ cho Al-Qaeda hay không lại được xem như là một vấn đề chính sách. Kính thưa quý khán thính giả, phần tin đáng chú ý xin tạm ngưng nơi đây. Xin quý vị vui lòng đừng rời máy, bản tin Hoa Tình Đốn sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo thương mại.